Tiếp theo, mẫu số 16, trích dẫn mở rộng. Định nghĩa cho mẫu này là câu trích dẫn vượt phạm vi bình thường được dùng. Mục đích sử dụng là để cho người kia khó theo dõi, trích dẫn cho ai, vì ai để bẻ gãy sự phản kháng. Ví dụ cho mẫu này là: tuần trước tôi nói chuyện với Dan, người kể cho tôi nghe về khóa huấn luyện năm 2014 ở Hoa Kỳ. Lúc anh ta nói chuyện với một người và người đó nói rằng ba chấm. Ok. Tuần trước tôi nói chuyện với David, người kể cho tôi nghe về chương trình hỗ trợ bên Hoa Kỳ. Lúc anh ta nói chuyện với một nhà nghiên cứu về sức khỏe con người hàng đầu hiện nay và cũng là nhà sản xuất thực phẩm chức năng lớn nhất hiện nay. Và người đó nói rằng cái loại thực phẩm chức năng mà anh đang dùng là loại tốt nhất năm nay. Đó, chúng ta nói vòng vo một hồi như vậy thì người nghe sẽ khó theo dõi. Họ khó theo dõi và họ sẽ khó không phản kháng được. Còn một lúc sau thì họ sẽ chỉ nghe nói rằng là cái gì đó đằng sau thôi. Thì đó là mẫu số 16, trích dẫn mở rộng.